Đố các bạn biết, có bao nhiêu quyền lợi khi trở thành đệ tử của Ti-un? Là được dạy bơi để trở thành người cá, được thế giới công nhận. Là được luyện tập các kỹ năng bơi lội làm chủ được thân tâm ý, biết hết 3/3 của thế giới. Là được hỗ trợ phát triển tài năng để kích hoạt cả hai bán cầu não, trở thành siêu thông minh. Là được có nhiều sức khỏe và trí tuệ để giải thoát khỏi mọi nỗi khổ đau trên đời. Là được giao lưu với nhiều bạn bè trên khắp thế giới. Là được đến câu lạc bộ người cá chơi vào cuối tuần thứ bảy để lãnh quà. Là được các loài vật yêu quý và sống hòa nhập với thiên nhiên. Là được nổi tiếng, thành đạt, được tham gia các dự án phim người cá do Ti-un sản xuất. Là được tham gia sự kiện bơi lội cứu động vật bảo vệ môi trường cùng Ti-un trên thế giới. Nói chung là có rất nhiều quyền lợi khi đã trở thành đệ tử của người cá Ti-un. Bởi vì tất cả những gì Ti-un làm được, có được, Ti-un sẽ tặng lại hết cho tất cả đệ tử của mình. Chỉ cần giúp Ti-un một việc thôi khi trở thành đệ tử của Ti-un là gì các bạn biết không? Kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật nhé, để mang lại hòa bình cho thế giới. Sẵn tiện nói thêm, trong mùa hè 2017 này, bên cạnh tạo sân chơi lành mạnh cho các người cá đến câu lạc bộ của Ti-un vào thứ bảy cuối tuần, thì nguyên cả tuần Ti-un sẽ bấm máy quay để ra mắt những bộ phim ngắn về người cá cho tất cả các bạn cùng tham gia với nhau. Nếu những bạn đã mua đuôi cá trên website mementun.com đều có thể đăng ký đóng phim người cá. Còn những bạn đã là đệ tử của Ti-un tất nhiên sẽ được đóng những vai chính trong bộ phim. Vì các bạn đã được học các kỹ năng bơi lội rất tuyệt vời mà còn được thế giới công nhận nữa, nên các bạn nhất định phải đóng vai chính nha. Phim chủ yếu dành cho thiếu nhi. Mục đích chính của việc làm phim là để tạo ra nguồn quỹ bảo vệ thiên nhiên và động vật của người cá ngày một lớn mạnh hơn, là thông điệp của tình yêu thương đối với trái đất. Ti-un hy vọng từ những việc làm này có thể thực hiện được nhiều ước mơ trở thành người cá cho các bạn trẻ hơn, trở thành người cá để cùng nhau xây dựng một xã hội bình đẳng, công bằng và tự trị, không còn phân biệt tôn giáo, không còn phân biệt giai cấp, không còn tranh giành nhau vì miếng ăn nữa. Chắc chắn thế giới sẽ hòa bình khi người thường đều trở thành người cá.